Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người quạt điện để bàn của nhà Turnlit nha. Quạt điện để bàn này hỗ trợ tự động lắc đầu 90 độ. Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh theo ý muốn. Quạt được tích hợp pin sạc tới 4000mAh và có thể sử dụng lên tới 6 giờ làm việc liên tiếp. Có hỗ trợ hai loại cổng sạc micro USB và loại C. Khi quạt chạy sẽ êm như gió tự nhiên, đồng thời mang đến cho bạn sự mát mẻ và yên tĩnh. Với kích thước nhỏ gọn, bạn hoàn toàn có thể đem theo đến mọi nơi bạn mong muốn, cũng như dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Cùng mình theo dõi clip để quan sát kỹ hơn nha. Thông tin sản phẩm mình có để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy có ích thì đừng quên theo dõi mình để biết thêm nhiều sản phẩm hay hơn nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye.